Theo đài BBC, ngày 15 tháng 7, cảnh sát Kenya đã bắt người đàn ông được mô tả là sát nhân hàng loạt, người bị tình nghi là hung thủ vụ người tàn bạo liên quan đến 9 thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn tại một bãi rác bỏ hoang. Theo cảnh sát Kenya, nghi phạm Yomasi Kalisia, 33 tuổi, thú nhận mình đã giết 42 phụ nữ, gồm cả vợ y, từ năm 2022. Sáng 15 tháng 7, theo giờ địa phương, Kalisia bị bắt khi đang xem trận chung kết Euro 2024 tại một quán bar. Trước đó, ngày 12 tháng 7, cả nước Kenya bàng hoàng và phẫn nộ khi nhiều thi thể phụ nữ không còn vẹn được tìm thấy tại bãi đá bỏ hoang Mukuro ở thủ đô Nairobi. Người đứng đầu Tổng cục Điều tra Hình sự Kenya, DCI, Mohamed Amin cho biết, anh ta thú nhận mình đã dụ dỗ, giết hại và thiêu thi thể 42 người phụ nữ tại bãi rác. Những người phụ nữ bị giết hại từ năm 2022 đến ngày 11 tháng 7 gần đây. Theo ông Amin, sau khi bị bắt, nghi phạm đã dẫn cảnh sát về nhà mình, nơi cách hiện trường gây án chỉ 100 mét. Một số vật dụng được tìm thấy tại nhà nghi phạm, bao gồm 10 chiếc điện thoại, máy tính, giấy tờ tùy thân và quần áo của những người phụ nữ. Cảnh sát cũng tìm thấy một loại mã tấu được cho là hung khí, dùng để xác các nạn nhân và 9 bao tải dùng để đựng xác. Cơ quan chức năng cho biết các nạn nhân đều trong độ tuổi 18 đến 30 và bị giết theo cùng một cách thức. Ông Amin thông tin, một người khác cũng đã bị bắt vì giữ điện thoại của một trong các nạn nhân. Người này sẽ bị xem là đồng phạm hoặc nghi phạm liên quan đến vụ án.